Chiều qua, lãnh đạo quận Thanh Khê có buổi đối thoại trực tiếp với đại diện nhân dân các phường Tam Thuận, Tân Chính, Xuân Hà, Thanh Khê Đông trước kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài việc thông báo tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022, Ủy ban Nhân dân quận cũng đã trả lời các kiến nghị tại buổi đối thoại với nhân dân cách đây gần 3 tháng, cũng như kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri 4 phường nói trên trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố. Sau khi nghe ý kiến của nhân dân các phường, lãnh đạo quận đã giải trình cụ thể từng vấn đề, trong đó có dự án làm cống thoát nước liên phường từ K25 Hà Huy Tập qua đường Kỳ Đồng đến 818 Trần Cao Vân trước khi đổ ra sông Phú Lộc. Dự kiến công trình sẽ khởi công tháng 3 năm 2022. Đường Đỗ Ngọc Du mở rộng từ 5m5 lên 10m5 sẽ khởi công trong năm 2022. Riêng tuyến đường nội bộ dọc theo tuyến đường sắt từ Nguyễn Đức Trung đến Hà Huy Tập sẽ đề xuất thành phố có ý kiến với Bộ Giao thông Vận tải mới có thể thi công được. Ngoài những nội dung trên, lãnh đạo quận cũng đã trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, thoát nghèo bền vững, việc làm, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, trao phương tiện sinh kế, ô nhiễm môi trường, v.v.